Kim tiệm không dạng bạn tham gia hành trình này góp nhận một tu cần block click, một tu cần block các bạn. Con này một tu cần khoảng 31 đô. Đầu tiên mang clip của người ta nó chatbot. Rồi các bạn bấm vào vô này đó. Rồi các bạn này chỉ ví ngày C20 wallet, ví nào cũng được, MetaMask, Intercan, Chuk wallet, ví Mew. Rồi mình dùng ví Chuk wallet các bạn. Để mình thông tin các bạn nào tôi cần Torres gì cũng về, mình không có làm video hướng dẫn, tự động nó về luôn các bạn. Có những kèo tự động nó về, có những kèo nó mình cập nhật các bạn. Rồi các bạn bắt vào, các bạn kiểm tra ví cho kỹ đầu đuôi các bạn, rồi bạn gỡ. Rồi các bạn join vào hai kênh Telegram group nữa, một kênh channel và một kênh group, hai kênh. Rồi các bạn thoát ra. Rồi các bạn ghi cái username Telegram mình, các bạn vào ba chữ gạch vào setting lấy cái username. Không 3299315777 các bạn bấm gỡ. Rồi các bạn join vào kênh Telegram channel nữa nè, ghi lại một cái email. Rồi cái này kênh ấy của nó. Rồi các bạn ghi địa chỉ email của mình nha các bạn. Rồi các bạn gỡ các bạn. Subscribe. Rồi như vậy các bạn bấm vào nút account nha các bạn. Rồi mình đã nhận được một token block. Các bạn bấm vào Red nha các bạn. Refer lấy liên kết chia sẻ cho bạn bè và người thân. Các bạn bấm vào withdraw. Rồi con này G1 của 2 đã thanh toán vào mùng 10 tháng 4 các bạn ơi. Tại Inbox là mùng tháng 4 nữa các bạn. Rồi các bạn bấm vào setup, cái này là mua. Thôi giờ video mình kết thúc nha các bạn. Con này rất là đơn giản. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.